Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, từ hôm qua thời tiết Bắc Bộ đã có sự chuyển biến. Những cơn mưa rông xuất hiện trước tiên ở khu vực vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ như Bắc Giang, Thái Nguyên và Cao Bằng. Trong hôm nay, các hình thái gây mưa cho Bắc Bộ vẫn còn hoạt động nên mưa rào và rông xảy ra rải rác. Trọng tâm mưa chủ yếu xảy ra khu vực Đông Bắc và tập trung chính trong sáng sớm nay. Riêng khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến trưa chiều nay, thời tiết Bắc Bộ vẫn oi và nóng với mức nhiệt độ dao động từ 32-34 độ. Riêng các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La sẽ có nắng nóng với nhiệt độ xấp xỉ 35-36 độ. Đối với miền Trung, ngoại trừ hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An khả năng có mưa rông trong chiều tối và đêm. Còn lại các tỉnh từ Quảng Bình tới Bình Thuận, mưa chỉ xảy ra cục bộ về chiều. Còn ban ngày trời vẫn có nắng và oi nóng với nhiệt độ từ 33-34 độ. Vùng núi phía Tây của khu vực trời còn oi bức hơn với nhiệt độ cao nhất lên tới 35-37 độ. Xu hướng tăng mưa cũng diễn ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong chiều tối nay, diện mưa và cường độ mưa phân bố đều hơn tại phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Cảnh báo nguy cơ về lốc sét và gió giật cũng được đưa ra khuyến cáo với người dân khu vực. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều, với cao nhất dao động trong khoảng từ 32-35 độ là phổ biến tại vùng cao nguyên. Trong khi đó các tỉnh thành Nam Bộ nhìn hơn, mức nhiệt từ 33-36 độ. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều qua các mô hình dự báo khí tượng trên thế giới đã đồng loạt đưa ra dự báo trong tuần sau trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Hàn Vừa châu Âu đưa ra nhận định xoáy thuận nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày 26 tháng 5 và tiến gần khu vực Trung Bộ. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo GFS Hoa Kỳ thậm chí còn đưa ra dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ còn mạnh lên thành bão và gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta. Tuy nhiên, do đây mới chỉ là dự báo xa nên các mô hình chưa thể đưa ra thông tin chính xác về cường độ của xoáy thuận nhiệt đới này. Vì vậy, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới sau có thể là bão này trong các bản tin tiếp theo. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ ngày 19-23 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng chiều tối các ngày 20, ngày 23 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 23-27 tháng 5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung trong đêm 23 và ngày 24 tháng 5. Sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 19-23 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác trong ngày 19 và ngày 20 tháng 5. Sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng. Riêng thời kỳ ngày 21-23 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 23-24 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 24-27 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác trong đêm 24. Sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Phía Đông Bắc Bộ,
nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ ngày 19 đến 20 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Khu vực đồng bằng có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21 đến 23 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ đêm 23 đến 27 tháng 5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung trong đêm 23 và ngày 24 tháng 5. Sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 19 đến 27 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Từ nay đến ngày 27 tháng 5, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 20 đến 23 tháng 5 có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 21 đến 27 tháng 5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ nay đến ngày 20 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21 đến 27 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Ngày 18 tháng 5 và thời kỳ từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 19 đến 20 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.